năm cuộc chia tay đầy tiếc nuối của các chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023. Khổng Tú Quỳnh, Trang Pháp, ân hận. Chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 đang là tâm điểm chú ý của khán giả hiện nay. Với những màn trình diễn ấn tượng cùng những drama làm thu hút sự quan tâm của fan, ít ai biết rằng ngoài những chị đẹp có cuộc hôn nhân viên mãn thì có những chị đẹp lại có những mối tình chia tay trong đau đớn và đầy tiếc nuối. Và clip hôm nay hãy cùng Hero Thanh điểm qua 5 cuộc chia tay gây tiếc nuối của các chị đẹp nhé! Nếu thấy video hay, nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi. Khổng Tú Quỳnh, Ngô Kiến Huy. Những ai thuộc thế hệ 9X có lẽ không còn xa lạ với cặp đôi của Khổng Tú Quỳnh và Ngô Kiến Huy. Năm 2010, họ nên duyên sau dự án phim Thiên Sứ 99. Cả hai ngày sau đó vướng tin đồn hẹn hò vì thân thiết trên tình bạn, song họ chỉ lấp lửng không thừa nhận mối quan hệ. Từ phim, sân khấu, MV cho đến mạng xã hội, bất cứ nơi đâu họ cũng tương tác nhiệt tình, dành cho nhau từ ngữ, cử chỉ thân mật, làm khán giả không muốn cũng phải nghi ngờ họ đang phim giả tình thật. Đến năm 2011, sau thời gian tìm hiểu, họ mới chính thức công khai tình cảm với truyền thông. Nghe nàng dâu tâm sự, cô từng ghét bạn trai vì anh đã buông lời nói không hay mình. Chuyện tình của họ từng bị xem là tình yêu gà bông, bồng bột, sớm nở chóng tàn, nhưng ai ngờ nó lại kéo dài tới cả một thập kỷ. Tuy nhiên, sau khi công khai hẹn hò chưa được bao lâu thì Ngô Kiến Huy vướng ồn ào có con riêng với em gái ca sĩ Thanh Thảo. Nam ca sĩ khẳng định đây là ngoài ý muốn, không xuất phát từ tình yêu và sẵn sàng chu cấp cho con, chứ không muốn tổ chức đám cưới. Và vào năm 2012, khi có kết quả xét nghiệm ADN, anh mới thừa nhận có con. Chính hành động này khiến nam ca sĩ bị khán giả nói quá trời nói. Còn về phía Khổng Tú Quỳnh, cô giữ im lặng trước lùm xùm của bạn trai. Lúc đó nhiều tin đồn cho rằng họ đã chia tay, nhưng ai ngờ chính nữ ca sĩ lại vô cùng bản lĩnh, lựa chọn tin tưởng, bên cạnh ủng hộ bạn trai hết mình. Chính vì thế, chỉ sau một thời gian, nam ca sĩ sinh năm 1988 đã tái xuất showbiz với nhiều vai trò, từ MC, diễn viên cho tới ca sĩ. Anh dần lấy lại được thiện cảm trong mắt công chúng và gặt hái được những thành công nhất định. Hồi kỷ niệm 7 năm yêu nhau, nhiều netizen đồn đoán rằng Ngô Kiến Huy và Khổng Tú Quỳnh đã mua nhà, sắm xe để tổ chức đám cưới. Thậm chí, nhiều tin đồn rằng nam ca sĩ mang lễ sang nhà nàng để hỏi cưới, nhưng giọng ca truyền Thái Y phủ nhận chuyện này. Hồi năm 2018, một lần nữa tin đồn cặp đôi này toang, xôn xao khắp cõi mạng. Phía nữ ca sĩ thì khẳng định không hề có chuyện đó, chuyện tình của họ vẫn tốt. Nhưng nhiều thám tử đã đánh hơi được sự lạnh lẽo trong mối tình này. Họ không còn chụp hình chung, xuất hiện ở sự kiện thì lẻ bóng, không tương tác mạng xã hội như trước. Vậy là đến năm 2019, người trong cuộc xác nhận họ đã chia tay, kết thúc mối tình 8 năm ngọt ngào êm ấm. Nhìn lại cuộc tình năm xưa, Ngô Kiến Huy nói về điều ngu ngốc nhất những năm tháng tuổi trẻ. Xưa còn trẻ, không nghĩ đến sự nghiệp nên dốc hết mình vào tình cảm. Tôi cảm thấy có tình cảm sống qua ngày là đủ rồi. Vì quá hạnh phúc trong tình cảm, mình sẽ không thấy cần làm gì hết. Mình chỉ biết hưởng thụ chung với người yêu. Trang Pháp, Dương Khắc Linh. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc khá ấn tượng, Trang Pháp còn được biết đến với mối tình cùng Dương Khắc Linh. Mối quan hệ của Trang Pháp và Dương Khắc Linh trở thành tâm điểm truyền thông khi nữ ca sĩ bị cho là người thứ ba khiến một gia đình đổ vỡ. Mặc dù cả hai đều lên tiếng phủ nhận, nhưng đến tận bây giờ, người ta vẫn bán tín bán nghi về điều này. Thời điểm Dương Khắc Linh chính thức công bố chuyện ly hôn vợ đầu người Hà Lan, rất nhiều người ngỡ ngàng. Cùng thời điểm đó, không ít nguồn tin tiết lộ, cô ca sĩ như là mơ chính là nguyên nhân dẫn tới sự đổ vỡ này. Điều này khiến dư luận sôi sục. Trước búa rìu dư luận, Trang Pháp không lên tiếng. Khi được hỏi, cô né tránh. Tuy nhiên, theo đại diện truyền thông của cô thì hoàn toàn không có chuyện Trang Pháp là người thứ ba khiến gia đình Dương Khắc Linh đổ vỡ. Bản thân Dương Khắc Linh cũng nhiều lần lên tiếng phủ nhận ly hôn vì Trang Pháp. Thế nhưng, sau khi tuyên bố ít lâu, người ta thấy Trang Pháp và Dương Khắc Linh bên nhau. Tuy nhiên, chuyện tình của họ không có được cái kết viên mãn. Năm 2017, cả hai đã âm thầm chia tay và không chia sẻ nguyên nhân với công chúng. Sau khi chia tay, Dương Khắc Linh và Trang Pháp đều tránh nhắc đến nhau trên truyền thông và cũng ngó lơ khi chạm mặt tại sự kiện. Chuyện tình yêu một thời của họ cũng vì thế mà không được truyền thông nhắc đến. Phải đến khi ca khúc Ai Cũng Có Một Tình Yêu Để Quên do Trang Pháp sáng tác ra mắt, cái tên Dương Khắc Linh và Trang Pháp mới được truyền thông đặt cùng nhau khi đề cập. Hoàng Oanh, Huỳnh Anh. Hoàng Oanh được biết đến là Á hậu cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2012, ghi được nhiều dấu ấn trong lĩnh vực MC, điện ảnh. Trong khi đó, Huỳnh Anh vốn quen mặt với giới trẻ qua nhiều vai diễn ấn tượng trong các bộ phim truyền hình điện ảnh như Bi Đừng Sợ, Dành Cho Tháng 6, Cầu Vồng Tình Yêu, Bộ Tứ 10A8. Năm 2014,
cặp đôi bắt đầu vướng nghi vấn hẹn hò với nhiều khoảnh khắc thân thiết trên mức tình bạn. Theo hai nhân vật chính chia sẻ, họ tình cờ quen biết trong một sự kiện, sau đó kết bạn trên Facebook rồi hẹn gặp lần đầu tiên ở đường Hoa Nguyễn Huệ vào đúng mùng 2 Tết. Thời gian đó, cả Hoàng Oanh lẫn Huỳnh Anh đều không hề lên tiếng thừa nhận mối quan hệ. Nhưng những hình ảnh, khoảnh khắc tình tứ mà cả hai đăng tải lên mạng xã hội đã chứng minh tất cả. Hoàng Oanh cũng từng chia sẻ rằng Huỳnh Anh đã khai gian tuổi để theo đuổi cô. Thế nhưng khoảng cách 2 năm chênh lệch không khiến cặp đôi bớt đẹp. Trái lại, họ được nhận xét vô cùng tương xứng về ngoại hình, khiến dân tình trầm trồ ghen tị. Không ít lần khán giả phát hiện Huỳnh Anh đưa đón, kiên nhẫn đợi Hoàng Oanh phía sau hậu trường mỗi lần nàng MC xinh đẹp đi dẫn chương trình. Hoặc khi Huỳnh Anh làm đồ án tốt nghiệp đạo diễn, Hoàng Oanh sẵn lòng kề vai sát cánh hỗ trợ bạn trai. Chuyện tình tưởng chừng như sẽ có cái kết thật viên mãn này, cuối cùng lại khiến người hâm mộ khóc hết nước mắt. Tháng 6 năm 2017, Huỳnh Anh bất ngờ thừa nhận mình đang độc thân nhưng tạm thời không nhận lời yêu ai. Anh viết, độc thân vui tính rồi mà tạm thời không nhận lời yêu ai đâu nhé, lo kiếm tiền và làm việc nè. Xin lỗi bản thân vì những ngày buồn bã, happy single. Về phía Hoàng Oanh, cô cũng chính thức thừa nhận chuyện đã không còn chung đường với bạn trai kém tuổi. Người đẹp tâm sự, Sài Gòn đêm nay mưa dữ dội quá, cũng có mấy ai trải qua cơn mưa tuổi trẻ mà không ngã bệnh đâu. Chúng ta có thể ngã, cũng có thể đứng lên. Chúng ta đã cùng dìu nhau qua những ngày mưa bão lẫn dịu êm. Hết lòng rồi chẳng nên buồn thêm chi nữa. Giờ đến lúc mỗi người phải tự bước đi trên con đường riêng của mình. Chỉ cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với người bạn thân thương. Chúng ta không bên nhau nữa, lòng vẫn tin vào yêu thương. Nói về lý do chia tay bạn gái, Huỳnh Anh thừa nhận, tôi chia tay Hoàng Oanh không phải vì hết yêu. Đến độ tuổi, công việc dồn dập và hầu như mình phải dành thời gian cho công việc nhiều hơn nữa. Nam diễn viên cũng cho biết, mặc dù đã chia tay nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết. Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu. Trong khoảng thời gian yêu nhau, Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu thường bên nhau trong các sự kiện. Họ cùng nhau xuất hiện trên sóng truyền hình, tham gia game show và dành cho đối phương những cử chỉ thân mật. Ít ai biết rằng, ngay từ đầu, Quang Hiếu và Bảo Anh đã gặp nhiều rào cản từ người thân, bạn bè. Hồ Quang Hiếu kể, đa số những lời khuyên đều là về sự chia ly khi cả hai người cùng hoạt động nghệ thuật. Mặc dù vậy, họ vẫn đến với nhau, bỏ ngoài tai mọi phỏng đoán. Đầu năm 2016, công chúng xôn xao trước hình ảnh Bảo Anh bị bắt gặp qua đêm tại nhà Hồ Quang Hiếu. Cả hai cũng liên tục bị soi dấu hiệu tình cảm, mặc đồ đôi, đi du lịch chung. Ban đầu, Hồ Quang Hiếu vẫn một mực phủ nhận và cho biết giữa hai người chỉ là tình cảm anh em đồng nghiệp thân thiết. Thậm chí, Bảo Anh còn thừa nhận cô không phải mẫu người phụ nữ lý tưởng của Quang Hiếu. Thực ra, tôi không phải mẫu phụ nữ phù hợp với anh Hiếu. Anh thích một cô gái của gia đình, cam chịu. Cá nhân tôi nghĩ phụ nữ vốn đã thiệt thòi, cớ gì mình phải cam chịu. Họ xứng đáng được cưng chiều, trân trọng. Nữ ca sĩ trải lòng. Nói về Hồ Quang Hiếu, Bảo Anh thẳng thắn. Anh Hiếu vì tôi mà hy sinh rất nhiều. Anh ấy nói tôi còn trẻ, còn cả một chặng đường dài và nhiều ước mơ để hướng tới. Do đó dù anh ấy muốn xây dựng gia đình, nhưng rất hiểu và động viên tôi làm nhiều thứ. Thời điểm đó, Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh đã hẹn ước với nhau nhiều dự định cho tương lai. Mặc cho những lời khuyên can ấy, chúng ta luôn xác định rằng tình cảm của cả hai dành cho nhau là thật. Tuy nhiên, sau cùng do khoảng cách về quan niệm vốn ngày càng xa, cả hai quyết định dừng lại. Tuy nhiên sau đó, cả hai lại đường ai nấy đi khiến fan tiếc nuối. Thái Trinh, Quang Đăng. Thái Trinh, Quang Đăng công khai hẹn hò vào đầu năm 2017. Cả hai bén duyên khi cùng nhau góp mặt trong chương trình Người Hùng Tí Hon. Cặp đôi nhanh chóng tìm được sự đồng điệu về tính cách, sở thích cũng như cảm nhận được những cá tính riêng của nhau. Thời gian khi cuộc tình đáng ngưỡng mộ này bắt đầu, Thái Trinh cho biết Quang Đăng là một chàng trai lãng mạn, tâm lý, biết quan tâm bạn gái. Và điều này đã được chứng minh rất rõ ràng trong quãng thời gian yêu nhau hơn 2 năm của cặp đôi. Từ khi công khai chuyện tình cảm, nam vũ công Quang Đăng vô cùng thoải mái khi đăng tải hình ảnh tình tứ cùng bạn gái lên trang cá nhân. Đồng thời, anh cũng không ngại bày tỏ niềm tự hào về cô bạn gái xinh đẹp và mối tình đẹp của mình. Không ít lần, Quang Đăng từng khiến Thái Trinh bật khóc vì những món quà lãng mạn bất ngờ. Với Quang Đăng, anh cho biết bạn gái mình là cô nàng nhí nhảnh đáng yêu nhưng lại có nội tâm sâu sắc và suy nghĩ chín chắn trưởng thành. Khi yêu Thái Trinh, Quang Đăng luôn muốn dính như sam với bạn gái và không ngại dành cho cô những cử chỉ ngọt ngào trước mặt nhiều người. Khi được hỏi về nụ hôn đầu tiên giữa hai người, Quang Đăng còn không ngần ngại thừa nhận nụ hôn với Thái Trinh là tuyệt vời nhất. Kết thúc câu chuyện đầy hạnh phúc, Thái Trinh chỉ nhẹ nhàng gửi đến bạn trai cũ những lời nhắn đầy cảm xúc. Tạm biệt bạn, hãy sống vui và sống tốt nhé. Đã suy nghĩ rất nhiều từ vài tháng nay để viết nên đôi dòng này, vì Trinh vốn là người dễ bị tác động bên ngoài lên cảm xúc cá nhân. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ nguôi ngoai hơn, khi lòng bình yên hơn, khi đã hết buồn và hết vấn vương,
Trinh muốn chính thức thông báo về việc mình là người tự do được một khoảng thời gian. Có thể thấy, dù đã chia tay nhưng cả hai vẫn dành cho nhau sự tôn trọng đặc biệt. Cả hai đều trân trọng tình cảm quý giá trong suốt hơn 2 năm hẹn hò.